xin chào quý vị khán giả của kênh DVH Audio nha. Thì hôm nay em và Việt đang đi hỗ trợ chú. Chú công ty tổ chức sự kiện Hương Giang này. Đang ở khu vực Long Biên, à, khu vực Gia Lâm anh em nhé. Là xếp lại bộ thiết bị của chú. Mút nhạc luôn để nói chuyện đi. Đó, nhạc rất là ok nha bạn. Nhạc con súp này là súp bãi đánh rất là uy lực luôn. Thì cái bộ hôm nay của chú thì là gồm một con mixer Dynacop CMF1000 và một con vang AAP để cắt cốt này. Thì mình đang lên cho chú cái phương án là gửi mic và gửi mic và gửi nhạc xuống dưới vang nhé. Thì theo mình đi làm thì mình thấy là gửi mic và gửi nhạc xuống vang này sẽ là hợp lý nhất. Còn những anh em mà làm mà lấy vang nhại ở trên vang mà thì nghe rất là kỳ anh em ạ. Tại vì là tiếng mic mà lấy ở trên bàn rồi tiếng nhại đấy ở trên vang bắn lên thì nó cứ thế nào ấy. Cho nên là em đang xử lý cái phương án là cho chú là dùng hết vang nhại ở trên bàn này và vẫn sử dụng cái bạch trồng hú ở trên vang nhé. Thì đây em sẽ mở cái mic nói thử cho anh em xem. Thì cấu hình của chú hôm nay là gồm mỗi bên là 3 chiếc loa dây bát 40 từ thường hết anh em ạ. Nhưng mà cái bát rất là tử tế cho nên là giải tần rất là đầy đủ đấy ạ. Nói chung là đi làm loa mà xếp lại thiết bị mà gặp những chủ thiết bị mà có những cái thiết bị như thế này thì mình làm cảm thấy rất là hài lòng luôn. Mình bản thân người làm thì cũng thấy là rất là nhàn, rất là ok. Nó không bị quá vất vả anh em ạ. Những cái bộ thế này làm thì tỷ lệ thành công của nó phải đạt đến 80-90% chứ những cái bộ thiết bị mà nó khó quá nhiều lúc đến cũng rất là ngại, bởi vì là đi thì xa mà đến nơi không làm được việc cho các bác thì cũng ngại lắm. Đây bạn Việt cầm máy quay, bạn kể cầm quay từ mic đi. Đây, mình đang đứng rất gần loa nha, cái tiếng loa của anh rất là to rồi. Mình gọi nhạc cho anh em nghe. Cái chế độ này mình cài cho chúng là luôn cái em ở trên vang này. Đây, hay. Chưa hề đẩy nhại lên, đã có nhại rồi. Cài một chế độ nữa cho chú là sử dụng nguyên ở trên bàn nhé. Đây, chế độ 1, con vang này, con vang AAP là có 4 chế độ mà. Thì mình sử dụng chế độ 1 này. Sử dụng nguyên cái tiếng mic khô ở trên bàn. Tiếng mic rất là to nhá. Chứ không phải là nhỏ đâu, rất là to luôn đấy. Đây, vang nhại ở trên này. Thì cái con Dynacop xe máy 1000 này thì nó có 2 effect rồi. Thì mình để một bên là echo, một bên là reverb. Anh em sử dụng cái bàn này thì chắc là sử dụng rất là nhiều rồi. Chắc là không phải chỉ anh em thôi. Anh em bây giờ thì thành sư phụ của mình mất rồi. Con này rất là đơn giản thôi. Thì đây mình cài cho chú này. Tiếng rất là to rồi. Bên này vượt thì tiếng mic rất là to và tất cả fader thì mình đang để hết 12 giờ nhá. Đấy. Thì cái phương án này thì sử dụng nó sẽ rất là hiệu quả. Khi là một cắm mic sẽ gửi mic xuống dưới này thì mình cắt cốt ở trên này thì coi như là mình cắt một cái cốt độ 3 in thì mình cắt mic riêng rồi cắt full sub riêng thì nó sẽ rất là hiệu quả cho anh em. Đây. Nói chung là bộ này thì mình cảm thấy là cái phương án xử lý của mình như này cũng rất là hài hòa rồi. Thì bên mình thì vẫn hỗ trợ đi setup cho các anh em đi làm nghề âm thanh sự kiện. Thì có nhu cầu thì cứ nhấc máy trực tiếp cho bên mình thì mình sẽ về tận nơi hỗ trợ setup, chung là sẽ làm đến nơi đến chốn cho anh em. Rồi clip này mình sẽ xin tạm dừng tại đây để cũng chuẩn bị anh em cũng chuẩn bị đồ đạc đi về. Thì anh em có quan tâm là có cần hỗ trợ từ bên mình thì hãy cứ nhấc máy gọi điện cho bên mình. Rồi xin chào và hẹn gặp lại.